phần nhãn dán là một phần rất là thú vị, đó là khi mà chúng ta gì ạ, chúng ta chỉnh sửa video thì chúng ta có thêm những cái nhãn dán nó có thể nhảy vào đấy, ví dụ như là kim cương chẳng hạn, đó nó nhảy vào. Thường thì nhãn dán nhảy vào thì chúng ta có thể kết hợp thêm những cái hiệu ứng âm thanh đấy, để nó bật ra đấy, ví dụ thế. Thì trong phần nhãn dán này thì nó có rất nhiều các cái mục ở đây đấy, ví dụ như là cái này là phần yêu thích này đấy, đây là chúng ta có thể nhãn dán, chúng ta có thể có cái bộ sưu tập, chúng ta đưa thêm một cái hình ảnh vào, ví dụ chúng ta sưu tập được những cái hình ảnh ở trên mạng, chúng ta xếp xuống là chúng ta đưa cái hình ảnh của chúng ta vào, hoặc là AI chúng ta đưa vào những cái hình ảnh mà được tạo bởi AI vào đấy. Đấy, ví dụ như ở chỗ này là chữ 2024 màu vàng đồng, chúng ta nhấn tạo đấy thì làm sao ạ, thì nó sẽ cho chúng ta những cái hình ảnh AI, và chúng ta đưa những cái hình ảnh AI đó vào phần nhãn dán, nó giống như là một cái lớp hình ảnh được tạo thêm, và chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ, có thể sử dụng những cái lớp này được chưa ạ. Đấy, chúng ta có thể chọn cái hình ảnh này đấy, chúng ta đưa vào, chúng ta nhấn vào phần thêm, hoặc là chúng ta có thể là gì ạ, tùy chỉnh đấy, hoặc là chúng ta gì ạ, chọn vào, chúng ta nhấn vào thêm thì nó sẽ gì ạ, nó sẽ thêm cái chữ 2024 vào đây được chưa ạ. Đấy, ok không anh chị em nhá. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có các cái mặt cười, những cái mặt cười này thì là rất là cơ bản rồi, và nó có rất nhiều các cái mặt cười khác nhau, những cái hình icon khác nhau để chúng ta lựa chọn, ok không ạ. Rồi, có những cái video hot, những cái nhãn dán hot mà được nhiều người sử dụng đấy, ví dụ như là cái đánh dấu này đấy, chúng ta sẽ đánh dấu ở đây đấy, xoay tròn ở đây đấy, thì là sao ạ, khi mà đến chỗ này ấy, thì nó sẽ đánh dấu vào đây đấy, được chưa, đây ví dụ thế. Rồi, nhãn dán này đó, chúng ta có thể có cái mũi tên này, chúng ta chỉ vào đây đấy, chúng ta có thể là gì ạ, cho nó to nhỏ này, chúng ta có thể nhấn vào đây để mà nhân đôi này được chưa ạ. Có cái hình tròn này, chúng ta nhấn vào cái hình tròn này để làm gì ạ, để cho nó tạo ra những cái chuyển động, ví dụ như là nó cái vòng lặp là nó lắc lư đấy. Đấy, được chưa? Hoặc là chúng ta có hiệu ứng vào đẩy ra thì gì ạ, mờ dần vài, ví dụ thế. Được chưa? Đấy, thì đấy là cái về nhãn dán. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm những cái meme đấy, có những cái lúc mà nó có những cái đoạn hài này đấy, ví dụ như là chúng ta thêm cái hình ảnh này đấy, ví dụ thế. Ta vẫn thường thấy đúng không ạ, thường thấy khi mà đến cái đoạn nào đấy mình thấy nó phù hợp thì chúng ta có thể đưa những cái nhãn dán, những cái meme này vào đấy, và chúng ta cũng có thể đấy. Đó, hoặc là những cái mặt cười, những cái mặt người như này yeah. Rồi những cái game, rồi những cái nút nhấn, rồi những cái tích, rồi những cái x, rồi no yes, rất là nhiều đúng chưa ạ, rất nhiều những cái mặt cười mà dạng nó to hơn, nó 3D, nó đẹp hơn, rồi những cái mũi tên, rồi những cái ngón tay đấy, đúng chưa ạ, rất nhiều các loại mũi tên, ngón tay chỉ, ví dụ chúng ta làm các video hướng dẫn chẳng hạn, chỉ vào đây, ấn vào đây đấy, thì chúng ta dùng cái ngón tay, hoặc là dạ dùng hai ngón tay đưa ra, hoặc là dùng cái mũi tên nhấn vào để mà kéo đấy, rất nhiều. Rồi mây, đám mây đúng không, thời tiết, nhiệt độ đấy, rồi lót, loading đấy, loading, 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 rất nhiều những cái tính năng. Rồi vlog,
mặt trời, hoa huyết, lá cành các kiểu, rồi những cái sấm chớp, những cái nhãn dán về no jet, cái này là dành cho gì ạ? Ví dụ như là quảng cáo, ví dụ như là những cái video hài, clip hài, ok không ạ? Rất nhiều những cái động vật, mèo chó đấy, rồi các loại coi như là nhặt rác, rồi bảo vệ môi trường đấy, rất nhiều, rồi tuyết rơi, Noel đấy, Merry Christmas kiểu kiểu vậy, rồi động vật, các loại động vật đúng không ạ? Rồi những cái nốt ghi chú, kim, best seller, best quality, warning, approve, new, đấy. Thì đấy là những cái nhãn dán chúng ta có thể đưa vào. Rồi trên TikTok, đấy, những cái nhạc cụ, rồi động vật hoang dã, nấm, rồi rất nhiều, bóng đá, thể thao, các loại thể thao, được chưa ạ? Thời trang, rồi kính mắt, rồi nhiều lắm, anh chị em thấy không ạ? Tha hồ để chúng ta khám phá những cái chữ, đấy, rồi tình yêu, rồi những cái nhấp nháy, nhảy nhót, rồi bùng hoàng đoàng, trưởng, trưởng phong, rồi những cái biến đổi, đấy, sét, sấm sét, chớp nháy, rồi là những cái hiệu ứng cơ thể, cái hiệu ứng gọi là nháy, hiệu ứng nổ, hiệu ứng đèn neon, hiệu ứng các loại hiệu ứng, rồi trái đất, rồi du lịch, bướm, các loại bướm, các hiệu ứng sinh nhật, rồi quá nhiều luôn anh chị em ạ, đúng không ạ? Rồi chữ chơi, pháo hoa, rồi các đèn neon, các cái ánh sao nhấp nháy, các loại chữ, các loại chỉ báo biển, bản đồ du lịch, các loại vẽ, rồi các loại vẽ vẽ đen trắng, rồi các loại hoa lá cành, các loại mà đáng yêu, rồi các loại mà liên quan đến chữ nốt, rồi các loại khung, rồi đây là trái cây, đây là đáng yêu đấy, các loại khung chữ, oh my god, các kiểu chữ truyện tranh, rồi máy tính, hoa, cưới, yêu, rồi những loại hôn, tim, các loại sale, anh em thấy nhiều không ạ? Mệt luôn đấy, nhưng mà gì ạ, khi mà chúng ta làm chủ nó, chúng ta biết là nó có những cái như vậy thì làm sao ạ? Chúng ta biết là chúng ta sẽ tìm được, chúng ta biết là nó có thì chúng ta sẽ tìm được, ok không anh chị em? Tất cả những gì chúng ta cần thì nó đã có sẵn hết rồi, tất cả những gì chúng ta cần thì nó có sẵn hết rồi, được không anh chị em? Việc của chúng ta đó là gì ạ? Tìm và sử dụng cái mà mình thấy là phù hợp. Còn nếu như mà nó chưa có thì có thể là chúng ta chưa tìm ra mà thôi, hoặc là chúng ta chưa biết cách. Nếu như mà chúng ta không tìm thấy nó ở đây thì Huy nói ví dụ như này này, chúng ta có thể lên gì ạ? Chúng ta có thể lên YouTube, chúng ta search, ví dụ như chúng ta tìm mãi không thấy, đau đầu quá, thì chúng ta sẽ gì ạ? Lên lên trên mạng chúng ta tìm, ví dụ như là chúng ta tìm con bè bè đấy, thì cái hình ảnh là cái con ếch xanh này này, được chưa ạ? Đấy, nó cũng rất là thú vị, thì thay vì chúng ta tìm bên kia, chúng ta tìm như này nhanh hơn, được chưa? Chúng ta tìm trên này nhanh hơn. Rồi sau khi chúng ta tìm được cái hình mà chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta nhấn vào, chúng ta lưu vào ảnh, được chưa ạ? Sau đó chúng ta quay quay trở lại CapCut, chúng ta vào phần nhãn dán và gì ạ, và chúng ta chọn vào cái phần là gì ạ, ảnh này, chọn vào phần ảnh này, chúng ta chọn cái hình mà chúng ta mới download về này, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ, là chúng ta có cả thế giới ở trong bàn tay của mình, chỉ có điều là chúng ta có biết cách sử dụng hay không mà thôi, được chưa anh chị em?
Dễ không ạ? Đây là một cái bức ảnh mà không có sẵn trong thư viện của CapCut mà chúng ta lấy ở trên mạng. Được chưa anh chị em? Nhá. Rồi, đi xóa đi nha. Đấy là phần nhãn dán nhé.